Một nghiên cứu chỉ ra rằng trung bình phụ nữ dành khoảng 600 phút dùng điện thoại di động mỗi ngày, so với đàn ông là 459 phút. Thời gian này thường được dành cho các nhiệm vụ liên quan đến công việc như gửi email cũng như lướt mạng xã hội. Tuy nhiên, đây không chỉ là về con số. Trên thực tế, cách sử dụng điện thoại có thể nói lên rất nhiều điều về tính cách của bạn. Người liên tục kiểm tra điện thoại. Việc liên tục phụ thuộc vào điện thoại có thể khiến bạn trở nên bốc đồng và dễ bị phân tâm trong các lĩnh vực khác của cuộc sống. Theo các nghiên cứu, những người quá phụ thuộc vào điện thoại sẽ trở nên dễ xúc động hơn những người cả ngày không dùng điện thoại và giữ pin gần như đầy. Vì vậy, nếu bạn muốn tập trung và bình tĩnh hơn, hãy thử giới hạn số lần kiểm tra điện thoại trong ngày và dù có thế nào cũng không vượt quá giới hạn này. Tất nhiên, đến cuối ngày đừng quên tự thưởng cho bản thân vì tính kiên nhẫn và kỷ luật của chính bạn. Tắm bồn nhiều bọt, bữa tối ngon lành, đi dạo vào ban đêm với người thương. Hãy chọn điều thực sự tạo động lực cho bạn. Người dùng khổ hạnh. Chủ sở hữu điện thoại di động không dùng điện thoại nhiều và lờ đi các năng lực về mặt công nghệ như máy ảnh, thanh toán, truy cập mạng xã hội, v.v. Nếu bạn như vậy thì xin chúc mừng. Theo các nghiên cứu, không ràng buộc với điện thoại là việc tốt vì những người như vậy cảm thấy thoải mái hơn, nhìn chung hài lòng với cuộc sống của họ và có xu hướng tự tin hơn. Người đắm chìm trong điện thoại. Một số người ban đầu có thể chỉ cầm điện thoại để trả lời một tin nhắn duy nhất, rồi sau đó bị mắc kẹt hàng giờ trên mạng xã hội và quên mất mọi thứ xung quanh. Nếu thời gian nhìn vào màn hình điện thoại của bạn khiến bạn phải đỏ mặt, thì có lẽ đã đến lúc bạn nên giới hạn việc sử dụng thiết bị này lại. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc giảm thời lượng và tần suất sử dụng điện thoại giúp nâng cao mức độ lạc quan và giúp bạn làm việc hiệu quả hơn. Người dùng lúc nửa đêm. Người thường xuyên ôm điện thoại đi ngủ có nguy cơ cảm thấy mệt mỏi khi tỉnh dậy cao hơn. Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại cản trở quá trình tiết ra melatonin, hormone quan trọng cho giấc ngủ. Vì vậy, việc ngủ cũng như thức dậy vào sáng hôm sau và cảm thấy tràn đầy sinh lực trở thành một nhiệm vụ khó khăn hơn. Ngược lại, những người có tinh thần trách nhiệm cao thường dừng sử dụng điện thoại trước nửa đêm. Điều này rất khôn ngoan vì thiếu ngủ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của chúng ta. Người ta khuyến nghị rằng bạn nên tránh nhìn vào màn hình sáng trước khi đi ngủ 2 hoặc 3 tiếng. Người dùng bính đầy. Hành vi này là một dấu hiệu cho thấy tính kỷ luật cao và kỹ năng lãnh đạo. Người chu đáo không thích thấy pin yếu, vì vậy nếu thích sạc pin đúng cách thì có lẽ đó là dấu hiệu cho thấy bạn nên tận dụng kỹ năng lãnh đạo và xem xét lại sự nghiệp của mình. Người gọi điện nhiều quá mức. Gọi điện và nhận quá nhiều cuộc gọi sao? Nghiên cứu chỉ ra rằng người hướng ngoại gọi đi và nhận nhiều cuộc gọi và tin nhắn bất chợt vào ban ngày. Điều này cũng xảy ra tương tự vào ban đêm. Tất nhiên, thời đại công nghệ hiện đại là thiên đường cho người hướng ngoại bởi giờ đây họ có thể kết nối với bạn bè trên khắp thế giới. Nhưng hãy đảm bảo bạn không quên ngủ nghỉ, ăn uống và đôi lúc là trao những cái ôm cho những người thân yêu của mình nhé. Người tránh cuộc gọi. Trái lại, người hướng nội có xu hướng gọi điện thoại ít hơn những người khác. Điều này có thể là do tính nhút nhát và ít xã giao hoặc đơn giản là mong muốn tập trung vào một việc duy nhất. Bên cạnh đó, nhiều người đã mắc telephobia, chứng sợ hãi khi gọi đi và nhận cuộc gọi. Người mắc chứng rối loạn này có cảm giác lo lắng khi ai đó gọi cho họ và gặp khó khăn khi phải nhận bất kỳ cuộc gọi nào. Nếu nhận thấy các triệu chứng như vậy ở bản thân hoặc bạn bè, hãy biết rằng bạn không đơn độc. Chứng bệnh này khá phổ biến. Nghiên cứu gần đây trên các nhân viên văn phòng ở Anh cho thấy 76% thế hệ Y và 40% thế hệ bùng nổ dân số trải qua những suy nghĩ lo âu khi nghe thấy chuông điện thoại. Do vậy, việc có nhiều kênh giao tiếp thay thế là một điều tốt. Người dùng suốt ngày đêm. Nói về chứng ám ảnh, có một rối loạn trái ngược khi mọi người cảm thấy lo âu khi không có điện thoại di động hoạt động. Nó được gọi là nomophobia và cũng khá phổ biến. Trong cuộc thăm dò, hơn một nửa số người trưởng thành cảm thấy khó chịu khi bị mất điện thoại di động, hết pin, hết tiền hoặc không có mạng phủ sóng. Vì vậy, nếu việc bật chế độ máy bay trên điện thoại khiến bạn hoảng sợ thì bạn nên nhắc nhở bản thân mình rằng chỉ mới 100 năm trước có người vẫn tồn tại và tiến hóa mà không có điện thoại di động đó thôi. Người làm vỡ điện thoại. Chắc hẳn ai cũng biết ít nhất một người bạn suốt ngày làm vỡ và mất điện thoại. Những người như vậy có xu hướng bốc đồng, vội vàng và làm nhiều việc cùng lúc hơn những người khác. Nhưng hóa ra hành vi này cũng khá phổ biến.
trung bình, người Mỹ làm rơi điện thoại xuống đất 4 lần một tuần. Theo một cuộc thăm dò, hơn 1/3 số người cũng thú nhận họ làm rơi còn thường xuyên hơn thế. Thống kê cho thấy mọi người thường làm hỏng điện thoại ở nhà, khi đang nấu ăn trong bếp, xem phim hoặc thậm chí trong phòng tắm. Nếu bạn muốn giảm nguy cơ làm hỏng điện thoại, hãy dùng điện thoại bằng cả hai tay, nhất là khi chụp ảnh hoặc gõ tin nhắn. Bạn cũng có thể dùng miếng dán bảo vệ màn hình đáng tin cậy và dính giá đỡ hình nhẫn ở lưng thiết bị. Và tất nhiên, trong những khoảnh khắc hiếm hoi không dùng máy, hãy cất ở một nơi an toàn. Người dùng trung thành. Có lẽ bạn cũng biết ai đó có hành vi ngược lại, một người dùng chỉ dùng duy nhất một chiếc điện thoại trong nhiều thập kỷ. Ba lý do hàng đầu khiến mọi người mua điện thoại mới là làm hỏng thiết bị hiện tại, thời lượng pin bị giảm và đơn giản là mong muốn mua một mẫu điện thoại mới. Nhưng trong tay của người dùng trung thành, thật kỳ diệu là điện thoại di động trở thành vật thiêng liêng không thể vỡ, đồng hành với họ trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ. Kiểu người này có xu hướng ở trong vùng an toàn và quan sát thế giới từ bên ngoài, trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Người đam mê nhạc chuông. Những người này luôn phớt lờ nhạc chuông cơ bản và cố gắng điều chỉnh điện thoại của mình với bản nhạc đặc biệt cho mỗi số liên lạc và cho riêng mỗi dịp. Khoảng 15 năm trước, cách duy nhất để có nhạc chuông theo ý là mua bản nhạc từ nhà cung cấp dịch vụ. Nhưng may mắn là ngày nay bạn có thể tạo và tải miễn phí nhạc chuông của riêng mình. Một mặt, việc sử dụng nhạc chuông có thể khiến bạn bè của bạn cười sảng khoái và nhảy múa. Nhưng mặt khác, với một số người nó lại khá khó chịu. Dù trong trường hợp nào thì việc này cũng là đặc trưng của một người dùng có tính cách tươi vui và khác người, có khả năng chống lại dư luận. Người nói to. Mục này đề cập đến những người luôn hét vào điện thoại và thu hút sự chú ý của mọi người. Khi gọi điện, họ dường như quên hết các quy tắc giao tiếp. Nếu một ngày nào đó, người dùng kiểu này đến tàu điện ngầm Tokyo thì họ sẽ thấy rất hữu ích đó. Ở Nhật Bản, việc nói chuyện điện thoại trên tàu hỏa và tàu điện ngầm bị coi là hành vi cực kỳ bất lịch sự. Tất nhiên, họ sẽ không viết giấy phạt tiền, nhưng họ có thể cảnh cáo hành vi như vậy. Người dùng hợp thời trang. Hãy nhìn điện thoại của bạn đi. Trông nó giống một cái cây thông sặc sỡ hay một mảnh kính và kim loại cơ bản. Tùy chỉnh ốp điện thoại, thêm phụ kiện và thay đổi hình nền thường xuyên thể hiện cá tính nghệ thuật, nhạy cảm với cái đẹp và muốn mọi khía cạnh của cuộc sống phải thật phong cách. Có lẽ đây là lý do thị trường trang trí điện thoại di động đã trở thành một ngành công nghiệp khổng lồ trị giá hàng tỷ đô. Người dùng luôn có bộ nhớ đầy. Nếu bộ nhớ điện thoại của bạn đã cạn thì có thể thấy bạn là một người rất cởi mở và không quan tâm quá nhiều đến tương lai. Bạn có xu hướng tránh thói quen nhàm chán và trì hoãn các công việc. Nhưng đồng thời, bạn cũng là một nhà sáng tạo tài năng. Vì vậy, hãy xem xét kỹ hơn các kỹ năng nghệ thuật của mình. Đối với bộ nhớ, các nhà sản xuất di động thường sớm phát minh ra một thiết bị có thể lưu trữ toàn bộ cuộc sống của bạn. Ngược lại, thường xuyên dọn dẹp bộ nhớ với nhạc, ảnh và video là dấu hiệu cho thấy bạn giỏi trong các quyết định mang tính chiến lược và lập kế hoạch dài hạn. Vậy, có lẽ đã đến lúc áp dụng những kỹ năng đó để xây dựng cuộc sống trong mơ của bạn. Người không dùng điện thoại. Đây là kiểu người sống mà không cần điện thoại, mà họ có tồn tại không vậy? Có chứ. Khoảng 1 tỷ người trên thế giới vẫn không sở hữu chiếc điện thoại di động nào và 1/3 dân số thế giới không thể truy cập Internet. Chính xác có 5,13 tỷ người trên thế giới sở hữu thiết bị di động, chiếm khoảng 66% dân số thế giới, và chỉ có 35% sở hữu điện thoại thông minh. Vậy, nếu đang có riêng một chiếc thì bạn nằm trong số ít người may mắn đấy.